Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại quay cái bầy chuột của nhà mình đang nuôi, xem mà có những cái con chuột nào mới không nha các bạn. Đó, thì sau 2 tháng mình không có quay về video với con chuột của mình á, thì nói chung là cũng có những con nó ra đi. Thì con nào ra đi thì mình sẽ mua thêm những con mới và để mà đắp vào để mà nuôi tiếp nha các bạn. Đó, nói chung là nuôi mấy con này gọi là nuôi bằng đam mê luôn các bạn. Đấy, con nào mà ra đi là mình mua con mới về nuôi liền luôn. Đó, thì đây là mấy con chuột mình đem ra ngoài này cho nó sáng để mà mình quay nha. Chứ mình không có nuôi ngoài này nha các bạn, mình nuôi trong nhà. Mà mình đem ra đây quay cho nó sáng một tí. Thì tổng cộng sẽ có một chuồng nè, hai chuồng, ba chuồng, bốn chuồng, năm cái chuồng. Thì mỗi chuồng thì mình để duy nhất là một con thôi nha các bạn. Đó, 2, 4, 5 cái chuồng là tổng cộng sẽ có 5 con chuột. Đó, tại vì mình không nuôi chung á, là tại vì mấy cái con chuột này mình mua ở khoảng cách nó xa đó các bạn. Khoảng mấy tháng mình mua một con, mấy tháng mình mua một con á, cho nên là để chung thì nó sẽ cắn nhau rất là nhiều luôn. Thì cái lồng này đặc biệt là mình nuôi là toàn là chuột đực không nha các bạn. Chỉ có cái lồng màu xanh này là mình có một con chuột cái, nhưng mà nó cũng già rồi. Đó, còn nó cũng già, nó bị rụng lông quá nhiều rồi. Đây, thì mỗi cái lồng thì mình đều để một chiếc queo nè, bình nước cho nó uống, bình nước bi nha. Mình chơi bình nước bi hết thì mấy con này nó uống nước cũng khá là nhiều á. Bình nước chân không chịu không nổi mấy con này đâu. Đây, con này là con bia nè. Đó, một tí mình quay kỹ cho các bạn xem luôn. Đó, mỗi con đều có một chiếc queo cho nó chạy cho các bạn. Để thôi, có nhiều bạn nói mình không để queo cho nó chạy nữa. Đây cũng là một con bia lông xù nè, để một tí mình quay kỹ cho các bạn xem. Bên này thì mình có mấy cái chén ăn của nó, mình mới lấy ra mình thay thức ăn cho nó nè. Ở đây mình có một ít bắp các bạn. Bắp này mình rang rồi các bạn. Đó, bắp này thì mình luộc rồi nha. Mình nói nhầm, bắp Mỹ á, mình luộc rồi. Thì một tí mình cho nó ăn thêm để bổ sung dinh dưỡng cho nó nha. Rồi, thì nói chung con chuột này nó ăn tạp nên nó cũng dễ ăn lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái con chuột cái này nha. Đây là con chuột cái duy nhất mình nuôi hiện tại luôn nha. Con chuột này là hồi đó mình mua cũng của một người khách. Đó, con này là con sóc cái nha các bạn. Con này thì nó đẻ hai lần rồi. Thì bây giờ nó cũng già, nó cũng khá là yếu rồi các bạn. Rồi, mình để một ít bắp cho nó ăn nha các bạn. Đây. Ok, bắp này thì nói chung là các bạn cho nó ăn bình thường nha. Ở nhà bạn có bắp bắp thường cũng được, không cần bắp Mỹ đâu. Đó, bắp thường cũng được. Rồi bắp sống cũng được luôn. Nên nói chung mấy con chuột nó cũng dễ ăn lắm. Đó. Rồi, thì nói chung thì cho nó ăn bắp được thêm thì nó có thêm dinh dưỡng nha các bạn. Đó, bình nước con này vẫn còn. Đây, bình nước vẫn còn cho nên mình không có thay nha. Rồi qua cái lồng tiếp theo. Lồng này khá là to. Thì mình nuôi một con bia lông xác nha. Con bia này lông xác thôi. Đó, nó màu trắng với màu đen thế này. Để mình chọc nó một tí cho nó quay cái đầu ra cho mình quay cho các bạn xem. Đây, con này là con đực luôn nha các bạn. Con này thì con bia này là kỳ trước cái chị khách kia chị không nuôi nữa các bạn. Mình đổi thức ăn với chị đó nha. Thức ăn với lại cát sang hay gì đó. Mình đổi hai con chuột bia, con này với con lông xù bên kia. Đó, ok. Đấy, con này thì nói chung là cũng khá là hiền. Thì từ mua tới giờ thì nói chung là nó chưa cắn mình lần nào các bạn. Hy vọng nuôi sau này thì nó cũng không cắn ha. Đấy, nói chung thì chơi bia thì các bạn lưu ý là các bạn nuôi nó thì các bạn nựng nó thì cũng vừa phải thôi, đừng làm đau nha. Làm đau nó xây qua nó táp các bạn liền á. Đó, con này chuột đực luôn nha. Con này thì nói chung thì cũng còn non. Đó, trong mình để một cái cầu thang cho nó cạp cạp chơi. Rồi, bây giờ mình để cho nó một miếng bắp cho nó ăn nha các bạn. Rồi, bia thì nói chung nó ăn khá là nhiều. Bây giờ mình để cắt khá một tí. Đây, rồi bao nhiêu đây là đủ rồi các bạn. Đó. Rồi, và nói chung là mấy con chuột này thì mình nuôi gọi là nuôi chơi thôi. Hiện tại là mình nuôi chơi thôi nha, chứ mình không có bán. Còn sắp tới mà mình có bán chuột lại thì mình sẽ thông báo trên Facebook và YouTube cho các bạn luôn. Để những bạn nào muốn nuôi chuột thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Đó. Rồi, bây giờ mình đậy nắp lồng lại nha. Đó, rồi qua cái con tiếp theo. Con thứ ba. Đây cũng là một con sóc nhưng mà sóc đực nha các bạn. Con này thì mình cũng mua của một người khách luôn. Đó, nói chung là mấy con chuột này mình toàn mua của khách của mình không à. Đó, mấy người khách của mình có chuột đẻ nhà mình mua. Thứ nhất là mình không có lo về cái sức khỏe các bạn. Chuột đẻ nhà thì nói chung là sức khỏe nó khá ok. Rồi, con này thì nó khá là hiền các bạn. Chuột đực nó khá là hiền. Đó, dòng Winter Wild nha. Mình này thì hiện tại mình đang nuôi dòng Winter Wild với bia thôi à. Hai dòng này thôi. Còn Campbell mình không có nuôi. Campbell thì nuôi nó hay cắn các bạn. Nuôi một thời gian nó cũng khá là chán. Đó. Rồi, mình lấy một miếng bắp cho nó ăn nha. Thì con sóc này thì mình nuôi cũng khá là lâu các bạn. Cũng đâu đó là như cũng khoảng nửa năm rồi đó các bạn. Sóc đực này nè. Đấy.
Rồi để cho nó bao nhiêu đây, bắp năng nha. Đó. Con này thì nó hiền lắm. Đó, nó không có cắn đâu. Thì hình như là từ lúc mình nuôi tới giờ nó hình như nó chỉ cạp mình có một hai lần thôi. Đấy, không có nhiều. Bình nước nó cũng gần hết rồi, một tí mình thay luôn nha các bạn. Rồi qua con chuột tiếp theo là con này là cái con Campbell Albino. Hôm trước mình có quay riêng một cái video về cái con này đó các bạn. Thì mình nói là con này Campbell nhưng mà nó hiền khô luôn các bạn, nó không cắn mình một lần nào luôn á. Đó. Thì vuốt ve rồi các thứ các kiểu rất là thoải mái luôn. Tuy là nó mắt đỏ nhưng mà nó khá là hiền nha các bạn. Thì có nhiều bạn nói là chuột mắt đỏ thì nó dữ này kia này các kiểu. Thì theo mình thấy là nó dữ hay không là cũng tùy theo mỗi con nữa. Đó chứ không phải mắt đỏ là dữ nha. Con này thì không biết sao lông nó không mọc được dày lắm các bạn. Nó mọc cũng thưa thớt lắm. Đấy, cho dù mình cũng cho nó ăn thêm mè đen rồi các thứ các kiểu lông nó cũng không có cải thiện gì lắm. Nói chung là cũng hơi bị thưa thớt. Rồi mình cho nó ăn ít bắp luôn nha. Đấy, thì nói chung cho mấy con này ăn thức ăn thì mình cho nó ăn đều hết. Đó, cho nó khỏi phân bì. Đó. Thì con này cũng là con chuột đực nha các bạn. Đực Campbell nhưng mà nó hiền lắm, hiền khô à. Đó. Để vô nó ăn liền luôn. Rồi ở đây mình có để một viên đá mài răng cho nó nè, mà mình không thấy nó cạp gì hết, mình thấy còn nguyên luôn. Rồi qua cái lồng cuối cùng. Đây là một cái lồng siêu to nha các bạn, lồng đại đó. Cái này là mẫu lồng đại không phụ kiện. Hiện tại cái mẫu này bên mình hết hàng rồi, mình còn lồng đại phụ kiện thôi. Thì trong cái chuồng này đặc biệt là mình có nuôi một con bia, nhưng mà bia lông xù nha. Đó, con này nó đang ngủ, nó nghe mình nói cái nó giật mình nè. Đấy, bia lông xù. Thì bia lông xù này mình nuôi cũng được mấy tháng rồi, và cái con này thì mình cũng đổi thức ăn với lại lót chuồng chung với con bia lông xác, nãy mình quay cho các bạn xem đó. Đó, đổi chung hai con luôn. Thì mình thấy chị khách mình không thích nuôi nữa, chị khách là nó muốn đổi qua dòng Winter Wild để nuôi, dòng nhỏ để nuôi. Mình thấy hai con này khá là tội nghiệp các bạn, cho nên là mình quyết định là đổi thức ăn luôn. Đó, đổi thức ăn với lại cắt lót để mà lấy hai con chuột này về nuôi. Rồi và nói chung á, là cái con bia lông xù này mình nuôi cũng được mấy tháng rồi. Thì mình thấy cũng có những cái ưu và cái nhược điểm khi mà các bạn chơi cái dòng bia lông xù này. Thì bia lông xù này có thể là có vẻ là mới đối với một số bạn mới nuôi hamster. Thì những bạn nào muốn nuôi cái dòng này thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ một ít cái kinh nghiệm cho các bạn nuôi nha. Đó, để các bạn có thể tham khảo thôi, và các bạn đỡ bỡ ngỡ khi mà các bạn nuôi cái dòng bia lông xù này nha. Đó, thì nói chung con bia lông xù này thấy nó cũng là lông nó nhiều, vậy các bạn thấy có nhiều bạn thấy sợ sợ phải không, nhưng mà nuôi nó cũng dễ thương lắm. Để vài bữa nữa mình làm một cái video về riêng về nó. Đây mình có để một chiếc well size to nha cho nó chạy thoải mái luôn. Đó, một cái nhà nhỏ nhỏ nhưng mà nó chui vô cũng vừa các bạn, nó chui vô cũng vừa. Thì nhà nhỏ nhỏ thì nó có thể là nó ngày nào lạnh nó chui vô nó ấm lắm các bạn. Đó, thì nuôi bia thì lưu ý các bạn nuôi lồng là phải có khóa nha. Để thôi mấy con bia này nó ra, nó là chuyên gia đào tẩu đó các bạn nuôi lặng quạng là nó cạy cửa nó chạy ra luôn á. Đó, các bạn lưu ý nuôi bia phải có khóa nha. Tốt nhất là lồng nuôi chuột nào các bạn đều để có khóa hết. Bạn nào lồng mà không có khóa sẵn đó, thì các bạn có thể chế khóa, các bạn cài để cho nó chắc. Rồi ok, và video mình có thể là tạm dừng ở đây nha các bạn. Thì nói chung hiện tại mình còn 5 con chuột này. Đó, 5 con chuột này. Đấy, tất cả đều là Winter White hết nha các bạn. Thì giờ có một con chuột màu trắng á, là Campbell, nhưng mà nó hiền quá cho mình cho nó là Winter White luôn đi. Đó, nó hiền lắm. Đây, con sóc nè, sóc là Winter White luôn, nó đang ăn nè các bạn. Đó, mấy con này nói chung mình thấy đồ ăn là nó ăn dữ lắm. Rồi hiện tại thì gần mưa đó các bạn. Đấy, nó nhiễu nhiễu vài hộp rồi, gần mưa rồi. Và mình sẽ hết kết thúc video đây nha. Đem mấy chuột vô, để thôi là tí mưa nó tạt vô ướt mấy chuột cho các bạn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye, nhớ like và subscribe nha.